nhan sắc những ái nữ của dàn sao Vbiz. Phần 1, Sinh Thi Hoa Hậu, đốn tin biết bao người. Lọ Lem, Hạt Dẻ, con gái nghệ sĩ Quyền Linh. MC Quyền Linh có cuộc hôn nhân hạnh phúc, êm đềm với doanh nhân Dạ Thảo. Cặp đôi có hai con gái nhan sắc được dự đoán chuẩn hoa hậu tương lai. Hai con gái của Quyền Linh, Lọ Lem, Mai Thảo Linh và Hạt Dẻ, Mai Thảo Ngọc sở hữu sắc vóc được nhiều người quan tâm. Trong cuộc sống riêng tư, Quyền Linh luôn thoải mái khi chia sẻ về hai cô con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ. Con gái cả của MC Quyền Linh có tên thân mật là Lọ Lem. Mai Thảo Linh năm nay 18 tuổi, sở hữu nét đẹp dịu dàng, nữ tính, thường được ưu ái gọi là hoa hậu tương lai. Cô nàng sớm được công chúng chú ý và thường xuyên xuất hiện cùng bố trong các sự kiện của làng giải trí ở hữu ngoại hình xinh xắn, rạng rỡ cùng nụ cười ngọt ngào. Lọ Lem được ví như bản sao hoàn hảo của mẹ. Trong bất cứ khuôn hình nào, Lọ Lem cũng tỏa sáng với vẻ đẹp tươi tắn, dạng ngời như một nàng thơ. Đặc biệt, Lọ Lem sở hữu nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ đủ làm công chúng khó lòng rời mắt. Không chỉ xinh đẹp, cô còn sở hữu năng khiếu hội họa cùng học lực đáng nể. Theo đó, ái nữ nhà MC Quyền Linh được thông báo trúng tuyển tại University of the Arts London, Đại học Mỹ thuật London. Cách đây không lâu, Lọ Lem cũng nhận được giải thưởng thành tích cao môn mỹ thuật và thiết kế từ tổ chức giáo dục Cambridge Assessment International Education (CAIE). Không chỉ hội họa, Lọ Lem còn học tốt đều các môn. Ngoài ra, cô còn có nhiều tài lẻ như chơi đàn, hát. Lọ Lem từng giành giải thưởng nhiếp ảnh, hội họa và cũng là một trong 5 học sinh nhận được giải thưởng từ tổ chức Cambridge, vinh danh thành tích của các học sinh tham gia kỳ thi Cambridge từ các nước trên thế giới. Con gái út của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo sinh năm 2008, tên thân mật của cô nàng là Hạt Dẻ, tên thật là Mai Ngọc Thảo. Nếu như Lọ Lem sở hữu vẻ ngoài dịu dàng thì Hạt Dẻ lại có phần năng động, cá tính hơn. Cô bé có gương mặt khả ái kèm má lúm đồng tiền giống mẹ. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao và thẳng cùng làn da trắng hồng khiến gương mặt Hạt Dẻ tỏa sáng ở mỗi góc ảnh. Trước đây Hạt Dẻ từng có nhiều lần chinh phục cư dân mạng vì nhan sắc lẫn vóc dáng. Năm nay mới 16 tuổi nhưng Hạt Dẻ đã có chiều cao vượt 1m7, cao hơn cả bố mẹ và không hề thua kém các hoa hậu hay người mẫu. Dù không hoạt động trong showbiz nhưng Hạt Dẻ và chị gái đều có lượng fan đông đảo trên mạng xã hội. Suti, con gái Minh Khang, Thúy Hạnh, không còn hoạt động quá sôi nổi trong nhiều năm qua nhưng Thúy Hạnh vẫn được nhớ tới là một trong những siêu mẫu đời đầu thành công nhất. Cựu người mẫu đã gắn bó 17 năm bên ông xã là nhạc sĩ Minh Khang và có hai cô con gái. Trong đó, con gái út Suti từng xuất hiện cùng Minh Khang trên chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế được nhiều khán giả biết tới. Lúc mới tham gia, Suti chỉ mới 5 tuổi. Cô bé gây ấn tượng với ngoại hình mũm mĩm cùng tính cách hồn nhiên, nhí nhảnh, đôi khi còn hay khóc nhè, nhõng nhẽo. Ở tuổi 15, cô bé ra dáng thiếu nữ, rất xinh đẹp. Nhiều người bất ngờ khi nhìn thấy màn dậy thì thành công của Suti. Thừa hưởng gen siêu mẫu từ mẹ, Suti có chiều cao vượt trội, thần thái tự tin trước ống kính. Có thể thấy cô bé sở hữu nhiều nét xinh đẹp từ mẹ. Bên cạnh đó, cô bé Suti cũng khiến khán giả thương nhớ bởi góc nghiêng thần thánh tựa như quốc bảo nhan sắc Hàn Quốc Kim Tae Hee. Nhiều dân mạng gợi ý bà mẹ siêu mẫu nên cho con gái tham gia cuộc thi hoa hậu. Không còn là cô bé mũm mĩm, tròn trịa năm xưa, Suti giờ đây đã lột xác với vẻ ngoài thon gọn cùng chiều cao vượt trội. Chia sẻ về con gái, Thúy Hạnh cho biết Suti rất có ý thức trong việc cần giảm cân để đảm bảo sức khỏe và hình ảnh đẹp hơn. Bản thân cựu người mẫu cũng đồng hành cùng con trong cả hành trình cải thiện ngoại hình.